ơi, đây là thành phẩm của món chân giò nấu giả cầy. Hôm nay thì mình sẽ mời các bạn vào bếp để làm cái món này các bạn nha. Đây là một cái món ăn rất là ngon và nấu thì cực kỳ đơn giản luôn. Mời các bạn vào bếp với mình các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để nấu cái món chân giò giả cầy các bạn nhé. Nguyên liệu ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái móng giò như thế này. Và cái móng giò này thì mình đã thui sẵn rồi, thui vàng lên rồi. Và khi mà các bạn thui xong thì các bạn đánh sạch đi, các bạn dùng rơm các bạn đánh sạch ở cái phía ngoài cái phần cháy này đi, thì khi mà các bạn nấu nó sẽ không bị lợn cợn và nó sẽ rất là thơm. Khi mà các bạn nướng xong và các bạn thui xong như vậy thì cái thịt, cái phần da của giả cầy này nó rất là thơm. Và nguyên liệu để các bạn làm cái món giả cầy này thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình chút giềng xay nhé, hoặc là giềng củ các bạn mua về các bạn giã, hoặc giềng xay như thế này. 1,5 muỗng bột ngọt, một muỗng một cái thìa ăn phở nước tương, một thìa cà phê mắm tôm và hai thìa cà phê mẻ các bạn nhé, để cho cái món ăn của chúng ta nó chua chua ngọt ngọt. Và bây giờ thì cái chân giò này khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ chặt ra thành những cái miếng vừa phải để chúng ta đem ướp gia vị các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chặt cái phần móng giò này ra cho mình nhé. Trước hết là các bạn sẽ tách ra cho mình như thế này đã. Tách đôi, các bạn tách đôi cái phần chân giò giữa hai cái móng ra. Các bạn sẽ chặt đôi cái phần chân giò này ra cho mình nhé. Đó. Đây là cái phần móng ấy, cái phần móng này nấu giả cầy thì rất là ngon. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ chặt ra thành những cái miếng vừa phải nhé. Đây vợ chặt cho. Thôi được rồi. Đây vợ. Rồi. Dạ, thôi, giờ tay rồi. Chuyện. Trò quá. Chặt đôi ạ. Chặt một phát đứt luôn. Thế. Này chặt đâu? Không chặt. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã chặt cái chân giò ra thành cái móng này ra thành những cái miếng vừa phải vừa ăn như thế này rồi, các bạn đừng chặt mỏng quá nhé. Chặt mỏng quá thì cái món chân giò của chúng ta nó sẽ rất là nhiều xương ấy. Đó, sau đó thì các bạn sẽ cho chỗ này là 50g giềng các bạn nhé, và 1,5 muỗng cà phê bột ngọt các bạn cho lên vào đây. Hai muỗng cơm mẻ, mắm tôm các bạn cho vào để cho nó thơm nhé, và một thìa tương. Các bạn không cho muối nhé, bởi vì là xong tương và mắm tôm nó đã có cái vị mặn rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ trộn đều lên và ướp cho mình trong khoảng 10 phút. Sau 10 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại để mình nấu cái món này các bạn nha. Đó, các bạn trộn đều hết lên như thế này cho mình nhé, để cái phần thịt nó ngấm đều gia vị. Cái món giả cầy này thì ăn rất là ngon và thơm. Và đặc biệt là khi mà các bạn thui được như thế này thì cái thịt, cái phần da, cái phần bì của nó thơm cực kỳ luôn các bạn. Và các bạn sẽ ướp cho mình trong khoảng 10 phút nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã ướp cho mình được 10 phút như thế này thì các bạn sẽ thấy là ở dưới cái phần nồi của chúng ta nó sẽ có một chút cái nước như thế này. Thì các bạn sẽ đảo thật là đều lên cho mình nhé, để cho nó săn lại cái phần thịt. Sau đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta om nhé.
À, các bạn sẽ đảo đều lên cho mình nhé, để cái phần thịt ở cái miếng thịt chân giò này, cái móng này nó săn lại. Sau đó thì các bạn sẽ cho nước vào để chúng ta nấu. Nấu khoảng 30 phút thì cái món này ăn rất là ngon. Cái món giả cầy này mà có tiết ý, có cái phần tiết thì màu nó sẽ rất là đẹp. Nhưng ở đây thì mình thu như thế này nó cũng sẽ có lên màu rất là đẹp các bạn ạ. Mình không có tiết, mình không mua được tiết ngày hôm nay. Còn cái món này mà cho tiết vào thì màu nó sẽ rất là đẹp, như kiểu là chúng ta nấu giả cầy, như kiểu thịt cầy thật ấy. Sẽ đảo đều lên cho mình như thế này nha. Và sau khi mà các bạn đảo săn cho mình như thế này rồi thì các bạn sẽ cho cái phần nước vào đây để chúng ta om nhé. Các bạn sẽ om cho mình trong khoảng thời gian là 30 phút. Sau 30 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại để nêm nếm gia vị và xem là nó đã vừa chưa các bạn nha. Đó, 30 phút là chúng ta có thể ăn được cái món chân giò này rồi. Nhưng mà nếu các bạn muốn nó nhừ hơn và ngọt thịt hơn, lúc ăn dễ hơn thì các bạn sẽ ninh cho mình khoảng từ 40 đến 50 phút. Đó, bây giờ thì mình sẽ đậy vung lại các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ đậy vung lại cho mình. Khi mà các bạn đảo qua thì các bạn sẽ thấy cái phần thịt nó rất là săn. Đó, các bạn đậy vung lại cho mình và om cho mình 30 phút nhé. 30 phút sau thì mình sẽ quay trở lại để mình nêm nếm gia vị các bạn nha. Các bạn ơi, khi mà các bạn om cho mình được khoảng 15 phút rồi thì các bạn sẽ mở vung ra nhé và các bạn sẽ đảo đều lên cho mình. Và lúc này thì chúng ta sẽ nêm nếm gia vị luôn các bạn nhé. Đó, các bạn đảo đều lên và các bạn nêm cho mình thêm gia vị nếu như mà cái món ăn của chúng ta nó nhạt. Còn nếu như mà các bạn thấy nó vừa rồi thì các bạn không cần phải nêm nữa. Nhưng ở đây cái món thịt này của mình nó vẫn hơi nhạt một chút các bạn ạ. Cái món này phải ăn nó hơi vừa vừa thì ngon. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một muỗng bột nêm các bạn nhé. Vừa nãy vì sao mà mình không nêm thêm gia vị là bởi vì là trong tương đã có cái vị mặn rồi. Và trong cái phần mắm tôm nó cũng đã có cái vị mặn. Cho nên là mình sợ cái món ăn này nó mặn, cho nên là mình không nêm nữa. Và khi mà các bạn thêm nước vào để các bạn nấu, để các bạn om ấy, thì các bạn cho thêm cho mình một chút xíu nữa, đó là bột nêm. Thì cái món ăn của chúng ta nó sẽ rất là ngọt và đậm đà các bạn nha. Và lát nữa thì mình sẽ quay trở lại với các bạn nhé. Các bạn om thêm cho mình khoảng 15 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại nha. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã nấu cho mình được thêm 15 phút nữa rồi thì các bạn sẽ thấy là cái phần nước nó bắt đầu cạn như thế này. Các bạn sẽ đun thêm cho mình để cái hỗn hợp này nó sệt sệt lại một chút nhé. Và cái phần thịt của mình nó mềm nhừ. Nếu như các bạn muốn ăn nhừ thì các bạn sẽ đun thêm cho mình khoảng 10 phút nữa. Còn nếu như mà các bạn muốn ăn nó hơi dai dai một chút thì khoảng 30 phút như thế này, miếng thịt của chúng ta nó đã rất là chín rồi và ăn thì cực kỳ ngon đấy các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là ngon luôn và mùi thì cực kỳ thơm, luôn có mùi thơm của riềng và cái thịt nó quyện lại với nhau ăn rất là ngon. Đó. Và các bạn sẽ đun thêm cho mình một chút nữa để cái phần nước này nó sệt sệt lại. Hoặc là nếu như các bạn muốn ăn nước thì các bạn dừng ở đây cũng rất là ngon rồi các bạn. Đó, và bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và mình đun thêm một chút các bạn nha. Đó, các bạn om thêm cho mình khoảng 10 phút nữa. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã om thêm cho mình được 10 phút như thế này rồi. Đây ạ. Đó, các bạn sẽ thấy là cái phần nước nó cạn bớt đi này. Bây giờ thì các bạn sẽ tắt bếp cho mình nhé. Các bạn tắt bếp và bây giờ thì các bạn sẽ múc ra một cái bát cho mình nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để nấu cái món giả cầy bằng chân giò heo các bạn nhé. Đây là một cái món rất là ngon và cực kỳ thơm luôn. Và làm thế nào chúng ta có một cái món ăn vừa thơm ngon vừa đơn giản như thế này thì mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp với mình các bạn nha. Các bạn ơi, toàn bộ thành phẩm cái món chân giò mình đã múc ra bát như thế này rồi. Cái món này thì ăn cực kỳ là ngon cơm các bạn nhé. Rất là ngon, chân giò thì da rất là bóng này, giòn này. Và bây giờ thì các bạn sẽ đổ cho mình cái phần nước sốt lên phía trên nhé. Đó,
các bạn sẽ cho cái phần nước sốt lên trên như thế này để ăn kèm. Cái món này thì nước nó phải sệt sệt lại như thế này ăn nó mới ngon các bạn nhá. Nó không cái vị nó rất là ngon, giòn, không bị quá ngấy, không bị khô. Và đặc điểm đó là nước sốt của cái món này nó phải hơi sệt sệt lại một chút như thế này thì nó mới đảm bảo được cái độ thơm ngon và giòn của chân giò các bạn nhá. Đây ạ, rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ ông xã mình ăn thử một miếng xem là cái thịt chân giò này nó có vừa vặn không các bạn nha. Đây anh thử đi. Đây ạ, thử cái miếng như thế này. Wow. Đấy, chân giò thì đã khá là mềm rồi và ăn rất là giòn, cái phần da thì cực kỳ giòn luôn. Và các bạn biết không, cái món này mà đem nhậu thì cực kỳ ngon. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món này các bạn nhá. Nếu các bạn thấy cái món ăn này còn cách làm nào khác ấy mà hay hơn và các bạn có nhiều chia sẻ hơn thì các bạn có thể comment ở phía dưới video để mình được biết thêm các bạn nhá. Và hẹn gặp lại các bạn các video clip mới nhất của mình các bạn nhé. Và nếu các bạn thích, các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn.